Sáng 15 tháng 3, Hội báo toàn quốc năm 2024 đã chính thức khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội báo do Hội Nhà báo Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức với chủ đề Báo chí Việt Nam tiên phong đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Hội báo toàn quốc 2024 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự góp mặt của hơn 100 cơ quan báo chí trung ương và địa phương, 63 hội nhà báo các tỉnh, thành phố, 8 gian trưng bày đặc biệt của Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, khối báo chí quân đội, khối báo chí công an, cổng thông tin điện tử chính phủ, văn phòng quốc hội, 112 gian trưng bày báo chí đặc sắc của những tờ báo, tạp chí từ phổ biến đến chuyên ngành, bao trùm các mặt đời sống, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Hôm nay em đến với Hội báo toàn quốc 2024, em cảm thấy là mọi thứ rất là chỉnh chu và quy tụ rất là nhiều báo lớn và cũng như tất cả các báo trên địa bàn và ở các địa phương nữa. Và đây đúng là cơ hội để cho các những bạn, những anh chị làm nghề báo có thể giao lưu học hỏi cũng như là chia sẻ kinh nghiệm và nhận được những cái kinh nghiệm quý giá từ các đàn anh đàn chị đi trước. Vào những cái buổi về các phiên họp thì sẽ có những cái buổi tọa đàm về xu hướng báo chí cũng như là cái cách triển khai thực hiện của ngành báo một cách chuyên nghiệp hơn. Thì qua đó em sẽ có thể tiếp cận được những anh chị đã kỳ cựu trong làng báo và để lắng nghe những chia sẻ của họ. Ngoài khu vực triển lãm, trưng bày truyền thống, Hội báo toàn quốc năm 2024 lần đầu tiên tổ chức diễn đàn báo chí toàn quốc với các hoạt động nghiệp vụ quy mô và tầm vóc, các hoạt động trưng bày báo chí, thảo luận nghiệp vụ.